Chào tất cả anh em, mình là Tào Đỗ. Hôm nay mình đón anh trai đến shop Dokebo cho con Mercedes C300 AMG. Con này là động cơ V6 anh em nhé. Anh em nghe thử tiếng bô nhé. Đây mình đang ngồi trong xe anh em ạ. Đây là cái bô on off anh nhé. Vậy mình tắt đi này. Tắt đi này. Âm như gì này. Này êm ái như bình thường em nhé. Ok. Bây giờ mình bật lên này. Bật lên này. Tí nữa đi anh. Ok anh ơi, ok cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.